Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, trong clip lần này thì xưởng gỗ Mộc Nam Huy vừa hoàn thiện một bộ ghế Minh Quốc đào chim cột 12, tay 12, chân 12, 100% chất liệu gỗ hương đá. Đây là bộ ghế mà Mộc Nam Huy chúng tôi đã hoàn thiện cho anh Hưng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay xin phép được giới thiệu đến cho tất cả quý vị khán thính giả trên YouTube, và xin phép được quay và giới thiệu lại để cho anh Hưng có thể xem được sản phẩm của mình ngay tại xưởng của Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, đây là bộ ghế mà cách đây vài hôm Mộc Nam Huy chúng tôi có đăng một cái clip lên và đang trong cái quá trình anh em tẩy sáng ở ngay ngoài khu vực xưởng sơn. Thì quý vị có thể lùi lại cái vài cái video trong video của Mộc Nam Huy để quý vị có thể tham khảo được nhé. Vâng, và ngày hôm nay thì sản phẩm Mộc Nam Huy chúng tôi đã hoàn thiện và xin phép được giới thiệu cho quý vị. Đây sẽ là một bộ ghế Minh Quốc đào chim với dàn tó đào chim với chiều cao là 24 phân, và độ bông vân cây thì rất là đều, rất là đẹp. Các cái đường nét đục thì anh em đục rất là mềm mại. Và đây là mẫu Minh Quốc đào chim, vậy nên là trên cái dàn tó đào nó luôn luôn nó có một con chim đó, rất là đẹp. Và các chi tiết bông mai anh em tỉa rất là chi tiết cho quý vị nhé. Đây là dàn tó đào, và dàn tó là nguyên khối thưa quý vị, rất là đẹp. Về dàn tay cột thì thưa quý vị, đây là dàn cột 12 ở chất liệu gỗ hương đá, thì như quý vị có thể thấy đây, mật độ vân của nó rất là nhiều và rất là đẹp, và chất cây thì cực kỳ là cứng cáp. Bản chất của gỗ hương đá thì với cái độ, những cái tim gỗ rất là bé, vậy nên là những cái sản phẩm này khi sơn lên thì nó rất là mịn, rất là đẹp. Và tiếp đến xuống đó là dàn tay, thì đây là dàn tay, là dàn tay nghê thưa quý vị. Đây là dàn tay nghê, và là tay nghê liền nguyên khối, không hề là chắp ghép quý vị nhé, liền nguyên khối, liền 12 phân thì quý vị thấy này, liền cục 12 phân đó, rất là to. Để tì tay thì nó là rất là sang trọng, rất là VIP, và là liền nguyên khối quý vị nhé, liền nguyên khối, không hề chắp ghép. Và đi xuống dàn mặt ván, đây là dàn mặt ván dày liền 2 phân, và tất nhiên là cũng dày từ đằng trước ra đằng sau, liền nguyên khối và không hề chắp ghép này. Và dàn vai thì vai dưới đục dạo tai bèo hoa lá tây, dày 2 phân rưỡi. Và dàn chân thì anh em làm được kiểu chân đầu lân và chân móng trên tất cả 6 món. Vâng, và đặc biệt thì quý vị thấy là dàn mặt ván đối với chất liệu gỗ hương đá thì độ bông vân của nó rất là đẹp và rất là nhiều. Vậy nên đây là một bộ ghế quý vị cũng có thể theo dõi đây, mật độ vân cực kỳ đẹp, đó là cực kỳ đẳng cấp. Và dàn vai thì dàn vai anh em vén cong ở góc nhìn này sẽ hơi khó một chút, thế nhưng mà nếu như quý vị có thể để ý thì đây là dàn vai anh em vén cong đó, đi xuống lớp bên dưới dạ dưới cũng vén cong luôn, theo rất là đẹp. Và đây dàn vai dưới quý vị có thể theo dõi đây, dạo tai bèo hoa lá tây cực kỳ đẹp. Vâng, tiếp theo thì xin giới thiệu đến quý vị về chiếc bàn. Chiếc bàn thì có chiều rộng 60, dài 1m3, và tiếp tục dàn mặt bàn cũng là dày 2 phân, dày liền hoàn toàn, không hề chắp ghép trên tất cả 6 cái món này, dày liền không chắp ghép. Và độ bông vân thì quý vị thấy đây, bông vân gỗ hương đá rất là đều, rất là đẹp. Về phần bàn thì luôn luôn là có hai hộp kéo ở hai bên để quý vị chúng ta có thể để trà, để thuốc đó, để khăn giấy các kiểu quý vị, để thoải mái, rất là gọn gàng và sạch sẽ. Giới thiệu lại với quý vị một chút về chiếc ghế băng, đó là chiếc dàn tựa này. Đây là dàn tựa chúng tôi đục tựa chữ Phúc Lộc Thọ và Phú Quý. Dàn tựa thì có độ dày là 3 phân quý vị nhé, và các cái đường nét chạm khắc sim si rất là đẹp đây, rất là chi tiết. Ở xung quanh các cái chữ này thì chúng tôi cũng có đục các cái hoa văn xung quanh rất là đẹp. Và hai cái dẹo này anh em cũng đục bằng đục theo kiểu hoa lá tây đó, rất là đẹp chi tiết. Vâng, chiếc ghế con thì có kích thước như sau. À xin lỗi quý vị, chiếc ghế băng chiều dài là 2m, cao 1m2, sâu 60. Và hai chiếc ghế con xếp cùng bộ thì cũng đều là dàn tó Minh Quốc đào, tó đào chim. Quý vị này, dàn tó đào chim cao 24 phân. Tương tự như chiếc ghế băng. Và ở chiếc tựa thì anh em đục hai chữ Phúc Lộc và tiếp tục là độ dày là 3 phân. Và dàn mặt ván thưa quý vị là dàn mặt ván bông vân rất là đẹp.
Và tất nhiên rồi, đây là một bộ ghế VIP thì không thể nào mà bỏ qua cái tình huống là tay nghe liền nguyên khối, không hề chắp ghép và mặt ván dày liền từ đằng trước ra đằng sau. Đây là những cái tiêu chuẩn mà phải nói là tại Mộc Lam Huy cũng như những đơn vị cung cấp khác rất là chú tâm đến cho quý vị về những cái tiêu chuẩn VIP này. Rồi dàn vai là hoa lá tây, dẹo tai bèo và chân đầu lân chân móng đi kèm với những cái độ bông vân cây đều và sạch sẽ. Vâng, trên tất cả 6 con nghê này, trên 3 món thì đều là nghê liền hoàn toàn, không chắp ghép. Và tất nhiên là 6 cái tấm mặt này cũng đều là 6 tấm mặt liền, không hề chắp ghép thưa quý vị. Và xin được báo giá luôn cho quý vị về sản phẩm này. Đây là sản phẩm Mộc Lam Huy chúng tôi xuất xưởng với mức giá là 43 triệu. Giá là giá sơn BU hoàn thiện, tặng kèm kính mặt bàn, cũng như là miễn phí vận chuyển cho tất cả quý vị ở trong phạm vi 30 cây. Sản phẩm thì được bảo hành trong thời gian là 2 năm. Vâng, kính thưa quý vị, tại Mộc Lam Huy thì các sản phẩm đồ gỗ nội thất này thì chúng tôi luôn luôn là quay cho quý vị trong suốt các cái quá trình từ mộc tới sơn tới lúc đi bàn giao cho tất cả quý vị, để đảm bảo với quý vị rằng là chúng tôi là một đơn vị sản xuất và chúng tôi không có bỏ qua một cái khâu nào để giới thiệu đến quý vị. Vâng, nhằm quảng bá sản phẩm cũng như là để minh chứng cho quý vị về năng lực sản xuất của Mộc Lam Huy chúng tôi trong suốt các cái quá trình. Vâng, kính thưa quý vị thì như đây, ngay phía bên trái màn hình quý vị đây, Mộc Lam Huy cũng có một bộ ghế Minh Quốc Đào cột 10 chất liệu gỗ hương đá, nhưng mà ở bên đây là sản phẩm mộc. Thì thưa quý vị là đây, chúng ta có thể nhìn từ xa một chút. Đối với các sản phẩm mộc thì trong lúc anh em quay phim và giới thiệu đến quý vị thì màu sắc của nó sẽ không được đẹp và không được đều như là những cái bộ ghế chúng tôi đã sơn sẵn. Thế nhưng mà tại Mộc Lam Huy thì chúng tôi vẫn luôn luôn quay cho quý vị những cái sản phẩm mộc như thế này. Vâng, đó chính là chúng tôi muốn quay cho quý vị những cái sản phẩm nó thực tế nhất và nó chân thực nhất để quý vị có thể theo dõi được và giám sát được nó ngay từ lúc ban đầu. Gỗ cây thì hoàn toàn là chất tự nhiên, vẫn luôn luôn phải có đẹp có xấu, không thể nào mà đẹp hết 100%, lúc nào cũng như lúc nào được. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn quay cho quý vị như thế này từ đầu tới cuối để quý vị dễ dàng nắm bắt được những cái thông tin cũng như là thực tế cho quý vị về sản phẩm, về chất lượng của cây. Và tất nhiên là khi chúng tôi bán cho quý vị một sản phẩm thì chúng tôi cũng rất là muốn quý vị dành thời gian tới xưởng để lựa những cái sản phẩm ưng ý cho mình, lựa những cái bộ ghế mộc rồi quý vị ký tên rồi sơn theo yêu cầu, để đảm bảo quyền lợi cho quý vị là 100%. Chúng ta mua hàng, đúng chất lượng, và sẽ tránh cho quý vị tình huống là chúng ta mua phải những sản phẩm sơn sẵn thì quý vị không được kiểm tra, thì điều này sẽ gây ra thiệt thòi cho quý vị. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn vì đã dành thời gian theo dõi video này của Mộc Lam Huy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.